Xin chào các bạn. Video này thì mình có một số máy câu nhặt bãi, giá là chưa bao gồm phí ship. Phí ship một đơn là 30k, mình có ship code toàn quốc. Này là mã đầu tiên này nha các bạn. Mã số 1 thì mình có một con tên là GS40 nha. Con này là thân của nó là bằng nhựa nha các bạn. Con này là máy nhựa, thân nhựa này. Con này là của China nha, máy in China. Con này về mình câu tôm, câu mực, câu cá nhỏ nha, câu cá tầm 2-3 kg đổ lại thôi. Xẻo mó pin này. Máy sóng lưỡi gà tốt nha, gà cước tốt nha. Đó. Lăn sáng bóng này, ngọ hình này, con này còn mới đẹp nha. Đó. Máy quay này rất là mượt nha. Con này là cước số 3 của nó là 140m này, size là size 3000. Con số 1 này có giá là 90k nha, 90k số 1. Tiếp theo là số 2. Số 2 thì mình có một con tên của nó là Siuta này, FX40B. Con này là Hàn Quốc này. Đây, Korea này nha, nó có in trên thân, Korea Hàn Quốc. Thân là thân bằng hợp kim nha, thân bằng kim loại này đó, thân kim loại. Cối là cối carbon nha, thân kim loại, cối carbon, tay quay carbon. Con này đẹp nè. Ratio là 4.6, màu hình còn mới nha. Full đen, gạt cước tốt nè. Xả mô pin phía sau đuôi này nha các bạn, bạn ra này. Xả mô pin, máy sóng, lưỡi gà tốt nha. Nhắn này là mờ cối nè. Mình nhắn vào sử dụng. Nhắn lại. Gạt cước tốt. Tay quay thay đổi trái phải. Máy quay rất là mượt nha, chốt chặn. Đảo chiều phía sau này. Đó. Bật tới là sử dụng. Con này là cước số 4 của nó là 180m cước. Cước 5 là 130m, size con này là size 3000 luôn nha. Size 3000 nha. Thay đổi này, trái phải, màu hình đẹp nha. Con số 2 này có giá là 250k nha. Số 2 250. Con này mới nó tầm 90%, số 2 250, size 3000. Tiếp theo là số 3. Số 3 thì mình có một con Shimano nha, Holiday Spin 4000 này. Shimano Holiday 4000. Con này là của Malaysia. Tem xuất Nhật như thế này. Ngọ hình này. Ngọ hình tay quay kim loại. Đó, ngọ hình. Con này thì còn đẹp nhá. Nó có chảy xước một ít. Còn lại đẹp này. Con này là có chế độ xả nhanh, lăn sáng bóng. Xả nhanh chỉ cần vặn nhẹ là nó xả nhanh. Đó là nó xả nhanh luôn. Size 4000 nha. Máy quay rất là mượt. Chốt chặn. Đảo chiều là bật phía sau đuôi nè. Đó, quay rất là mượt luôn nha. Con này là số 3. Con này là 370k. Số 3 nha. 370k. 370. Số 3 nè. Tiếp theo là số 4. Số 4 thì mình có một con tên là Daiwa này. Màu xanh nha các bạn, màu xanh. Con này cũng đẹp nha, Thái Lan nè. Daiwa Thái Lan. Lăn sáng bóng, cước 1 cam. Con này size nhỏ nha, con này là cước 2 là 150m, size là size 3, 2000 thôi nha. Size 2000. Về câu cá nhỏ, câu tôm, câu mực. Máy quay. Chốt chặn. Gạt cước tốt nè. Máy sóng, lưỡi gà tốt nha. Ngọ hình nó này. Ngọ hình thì đẹp nhá. Ngọ hình đẹp. Ok. Con này là con số 4 nha. Con này số 4. 4 này có giá là 300k. Số 4 300k. Tiếp theo là số 5. Số 5 thì mình có một con Suyumi. Suyumi Hàn Quốc nha, Suyumi. Korea này, Korea Hàn Quốc, nó in trên này. Con này lớn này nha các bạn. To này bằng một bàn tay mình luôn này. Size của nó. Con này là cước 8 là 150m, size 8000 nha, có to lắm. Đó. Size 8000. Ngọ hình này. Toàn thân là bằng carbon. Tay quay kim loại. Máy quay rất là mượt nha. Đó. Ngọ hình rất là đẹp. Máy sóng. Lưỡi gà tốt nha. Máy sóng này lưỡi gà tốt. Đó. Lăn sáng bóng. Cứ tốt.
Ratio là 3.7 nha các bạn. 3.7. Này về mình câu xong. Con này là số 5 nha. Con này có giá là 320k. Số 5 này 320k. Con này là size 8000 ạ, size lớn nha. Về câu xong. Tiếp theo là số 6. Số 6 thì mình có một con Daiwa nha. Daiwa Long Casabun ST2000B. 2000B là cái tên nha, chứ con này nó to lắm, nó hơn bàn tay luôn. Con này là cước 8 là 140m này, size 8000, máy lớn nha, size 8000. Con này là Korea luôn nha, Korea Hàn Quốc, tên xuất nhập như thế này. Con này là mới đẹp nha, mới tinh luôn. Đó, mới tinh luôn. Mới lắm nha. Đó. Lăn sáng bóng này. Cước vàng này nha, cước vàng mới đẹp luôn. Kẹt cước tốt. Độ mới con này tầm 90% ạ, tay gập. Máy quay này rất là mượt nha. Đảo chiều phía sau nè. Con này là con số 6 nha. Số 6 này có giá là 650k. 6 này, 650k. Tiếp theo là số 7. Số 7 thì mình có một con Long Casabun luôn. Này là ST3000 nha. ST3000B. 3000B là cái tên của nó thôi. Con này cũng 8000 luôn này, cước 8 là 150m, 160m này, nó hơn con kia 20m nha các bạn. Nó hơn con này 20m. Con này cước 8 160m nha. Cước là màu xanh dầu quay, cũng mới luôn nha. Con này là Hàn Quốc nè, Korea, tên em xuất nhập. Mới đẹp luôn nha, con này mới. Đó. Màu hình này, mới đẹp. Đó. Con này nó có sơn một chút chỗ này, còn lại mới nha. Mới tinh luôn, đây qua. Máy sóng, lăn sáng bóng này. Máy quay rất là mượt nha, đảo chiều phía sau. Đó, tới là sử dụng. Chốt chặn nè. Đây là tay gập như thế này nha. Đó. Size 8000. Con này là con số 7 nha. Số 7, 650k, số 7 nha, size to. Tiếp theo là số 8. Số 8 thì mình có một con máy Daiwa nha, ST5000RD. ST5000RD là cái tên này. Con này size lớn lắm. Đó. Đuôi chuột nha, thân là bằng nhôm. Tay quay cối là cối có carbon nha. Japan này, màu xanh. Màu đẹp nha. Con này mới lắm nha, mới tinh luôn. Cước của nó nè. Cước 7 là 200m này, cước 8 là 250, cước 10 của nó là 3. À làm cước 7 là 300m này, cước 10, cước 8 là 250, cước 10 là 200m nha. Size con này là size 10.000 nha, cước số 10 của nó là 200m. Bấm này là mở cối. Lăn sáng bóng này. Có trợ lực lăn luôn nha, size lớn đẹp nha. Độ mới con này tầm 90%. Chốt chặn. Tay gập. Thay đổi trái phải nha, size lớn, máy đẹp nè. Kẹt cước tốt. Xẻ mô bin phía sau đuôi nè. Đó. Xíu mô bin lại. Và cái này là đảo chiều. Đó. Đảo chiều nha. Bật tới là sử dụng. Có gạt cước, có cái gài cước luôn nè. Nó có cước lớn ở bên trong luôn nha. Con này là con số 7, số 8 nha. Con này là số 8. Số 8 này có giá là 1 triệu nè. Số 8 1 triệu size 10.000. Tiếp theo là số 9. Số 9 thì mình có một con máy nhôm Daiwa nè, GS 4.000 nha. Cái tên GS 4.000. Này là Japan, toàn thân là bằng kim loại hết luôn nha. Tay quay cán gỗ này, tay cầm. Màu hình này. Đó, màu hình. Mặt bên này. Và phần cối nha. Cối nó có bị ten ten nhẹ nhẹ, sần xước nhẹ thôi. Đó. Sần xước nhẹ thôi, bên trong còn đẹp nha. Lăn sáng bóng. Đó. Dòng này là có cốp trợ lực nha các bạn. Cốp trợ lực này, rất là to. Dòng này về mình câu sông, câu hồ, câu tre, câu biển nha. Câu tre, câu biển, câu sông, câu hồ, câu cá lớn luôn đó. Mấy cái dòng cốt trợ lực này nó tải hồi khỏe lắm nha. Máy sóng, lưỡi gà tốt nè. Gà cước nè. Gà cước tốt. Nó có gài cước luôn nè. Size máy. Con này là cước cước 10 của nó là 160m nha.
size là size 10.000 đó, 10.000. Đồ mới con này tầm khoảng cỡ 85% nha. Chốt chẵn. Rất là mượt nha. Đào chiều phía sau này. Đó. Bật tới. Rất là khỏe luôn. Thay đổi trái phải. Rồi, con này là con số 9 nha. Số 9. Con này là 950k. 9 là 950k. Size 10.000 luôn. Tiếp theo là số 10. Số 10 thì mình có một con máy Let's Go này, Olympic nha, 4.000 VO. 4.000 VO. Con này là của Nhật nha, made in Japan. Olympic nha. Màu hình nha. Màu hình. Thân là bằng thân là mới tinh luôn nha. Thân cối rồi này. Lăng sáng bóng. Con này nó có một điểm là nó bị trầy. Trầy này, lớp sơn này người ta gắn ở bát cần ấy các bạn. Người ta gắn ở trên hai cái bát cần á nên là nó bị kẹ trầy cái lớp sơn màu trắng đi đây đó. Nó còn lại lớp bằng nhôm này thôi. Không ảnh hưởng gì hết nha. Nó trầy lớp sơn đi. Đó, mình gắn vô thì đó, như vậy nó che mất rồi. Là còn đẹp mới tinh nha. Đó. Ai thích thì về mình đi phun sơn lại cái này. Đó. Màu hình này mới tinh nha, nó có chày chút chỗ này, chỗ này đó. Còn lại mới đẹp này. Đó, mới tinh luôn. Máy sóng lưỡi gà tốt. Con này là cước số 8 của nó là 200m nha, size con này là size 8.000. Size máy 8.000 nha. Đó, Olympic. Máy sóng lưỡi gà tốt, gà cước tốt. Dòng Olympic này thì không có cốt trợ lực nha. Nên mình khỏi mở luôn. Đó, quay rất là mượt. Đảo chiều nè. Rất là mượt nha. Dòng này là câu sông, câu hồ, câu tre, câu biển, câu cá lớn. Size 8.000. Con này thì số 10 nha. Con này có giá là 650k. 650k. Còn đẹp nha. Tiếp theo là con số 11. 11 thì mình có một con mini. Con này là Shimano MLZ. Con này là size 500 nha. Size câu tôm, câu mực, câu cá nhỏ này. Japan, dòng này rất là hiếm luôn nha. Dòng máy full nhôm luôn. Tay quay, thân, cối và nhôm luôn nha. Dòng này rất là hiếm. Lâu lâu mới có một con này. Ratio là 4.2. Về mình câu tôm, câu mực. Dòng này là có máy sóng đó nha các bạn. Nó có cốt trợ lực nha. Mở một cái nắp này trước. Rồi tới một cái màu đen này. Rồi gỡ bên trong. Cốt trợ lực bằng carbon nha. Đó, cốt trợ lực carbon. Gắn vào. Rồi mình gắn cái vòng này vô nha. Đó, vào vòng nắp. Máy còn mới đẹp nha. Mới tinh luôn. Đó. Gạt cước tốt. Lăn sáng bóng nha. Quay này rất là mượt luôn, nhỏ này. Đó. Máy nhỏ này tải kéo cũng được 2-3kg nha các bạn. Rất là khỏe nha. Full nhôm á, bên trong nhông nhôm. Đó. Thay đổi trái phải luôn, chỉ cần vặn nút này là thay đổi trái phải. Tay gập là mình vặn vặn xuống, vặn lên nè. Để mình coi thử. Là vặn xuống này nha các bạn, vặn xuống nút này là gập tay quay. Vặn lên là sử dụng. Đó, vặn lên. Là khó lại. Rồi, đảo chiều phía sau. Đó là mượt nha. Rồi, bật sang là sử dụng. Con này là con số 10, con này là 11 nha. 11 này có giá là 400k. Mã 11 400k, Sapa 11. Tiếp theo là 12. 12 thì mình có một con máy Anode XT nha. Anode XT 2000 này. Dòng Anode XT là có ABS nha. Size là cước 2000. Cước 2 là 150m. Dòng này về câu lưu rê rồi nè nha. Hàng của Malaysia. Shimano Malaysia nha. Đó. Có kim loại, tay quay kim loại. Thân là bằng carbon. Con này là còn đẹp nha. Đó. Còn mới nha. Con này còn mới đẹp. Đẹp cước tốt. Máy sóng nè. ABS nè. Dòng này về câu lưu rê calop rồi nha. Rất là mượt. Câu tôm, câu mực rồi đó. Size 2000. MS luôn này. Dừng là đứng là không. Quay rất là mượt. Con này còn đẹp nha. Mới tinh luôn. Tay gập. Bấm vào này gập tay quay. Hàng này nó bền lắm. Con này là số 12. Con này có giá là 750k. 12 750 nha. Tiếp theo là 13.
13 thì mình có một con Daiwa này, nó có một cái bao này nhớ bạn. Daiwa có bao, bao tem như thế này, dây rút luôn này. Đó. Thì bao như thế này. Daiwa. Daiwa Reward này, 204 nha. Reward 204. Cối vàng tay quay vàng luôn. Hàng này là hàng Daiwa Việt Nam, đã Việt Nam. Hàng này là hàng xuất Nhật nhé các bạn. Hàng này hiện tại Việt Nam không có sản xuất nữa nè. Đó. Dòng này rất là đẹp nha. Mới tinh luôn, con này còn mới tinh luôn nha. Lăng vàng cối vàng. Quay này, ABS. Quay rất là mượt nha. Mình coi thử thông số cước. Con này là linometer 0.14 là 140m, size con này là size 1500 nha các bạn. Size 1500 nè. Này về mình câu lure. Cối càng như thế này. Máy sóng. ABS. Quay rất là mượt nha. Đảo chiều nè, bật phía sau đuôi đảo chiều. Không một tiếng kêu luôn đó, rất là mượt luôn. Dòng này nó khỏe nha. Tay quay đẹp luôn. Độ mới con này tầm 90-95% rồi nha. Con này là 13. 13, con này là 850k. 13 nha, 850 có cái bao luôn. 14 thì mình có một con Ryobi. Có cái hộp như thế này. XS700i. Con này là 6.400 yên này. Này là giá sale của nó là tới một giá sale 1.200.000 luôn nha. Bên đó giá bán nhập. Tải được 4.5kg nha. Tải 4.5kg, ratio là 5.2. Cước 2 của nó là 100m, cước 1.5 là 130m, size con này là size 1500 thôi. Rồi, bên trong cái hộp này. Hộp cùng mới. Bên trong nó thì như vậy thôi nha, nó không có gì hết, cái hộp thôi. Đó, nó về cái hộp thôi. Con máy này, con này mới tinh luôn nha. Made in Japan đó. Màu hình này, độ mới nó tầm 90%, mới tinh luôn. Nó có cước sẵn màu xanh. Lăn sáng, tay gập. Thân carbon, tay quay carbon, cối carbon nha. Đó. Quay này rất là mượt, chốt chặn. Đảo chiều. Đó. Xả mô bin. Đó. Gạt cước tốt. Này Sinus 7Z. SS700ZMT này, nói cái tên với cái hộp. Rồi. Con này là con số 14 nha. 550k. 14 này, 550k. Tiếp theo là 15. 15 thì mình có một con Ultera này. Ultera 2000 này nha các bạn. Ultera 2000. Lăng là bằng sứ. Con này là Made in Japan này đó. Còn mới nha, tay gỗ như thế này, thân là bằng carbon, tay quay kim loại, cối kim loại. Con này là còn mới nha, độ mới nó tầm khoảng 90% mới đẹp. Chạy hai bạc đạn này, mới tinh luôn. Máy sóng lưỡi gà tốt, gà cước tốt nha. Đảo quay này hoạt động này. Rất là mượt nha. Đảo chiều phía sau nè, rất là mượt luôn. Con này là cước 2 của nó là 150m nha, size 2000. Về câu lưu rê, câu tôm, câu mực. Con này là con số 15. 15 này có giá là 850k nha, 850k. Và video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình, hoặc là để lại bình luận, mã máy kèm số điện thoại nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.